Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi Sửu. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái tử vi vận hạn của tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi. Người tuổi Sửu thì năm nay cũng như là nhiều cái ba cái tuổi Tỵ, Dậu, Sửu thì là rơi vào tam tai. Tuy nhiên năm nay là người tuổi Tỵ sẽ chịu nặng nề, ảnh hưởng nặng nề hơn những người tuổi Dậu và tuổi Sửu. Riêng chỉ có người tuổi Quý Sửu và người tuổi Tân Sửu thì người tuổi Quý Sửu là chịu nặng nề nhất. Cho nên đó là từ đầu năm tới giờ là mấy cái anh chị Quý Sửu này là đã là phải gặp rất là nhiều khó khăn ở trong cả công việc, tình cảm, gia đạo và nhiều thứ khác nữa. Thì bước qua cái tháng 9 vừa rồi em có chia sẻ là Tuất Sửu là thuộc nhóm lục xung, về địa chi có khá nhiều cái buồn phiền âu lo và những cái không được vừa thuận lòng ưng ý. Nói chung là gia đạo rất là dễ xào xáo. Thì bước qua tháng 10 này tuy cũng là một tháng tháng hỏa nhưng là địa chi không có bị xung khắc, không bị lục xung như là tháng 9, thì hy vọng rằng gia đạo tình cảm sẽ được cải thiện và vui vẻ hơn. Tuy nhiên là hãy nhớ rằng các anh các chị Quý Sửu thì không thể nào gọi là may mắn hoàn mỹ được, hãy nhớ điều đó. Thì bây giờ mình sẽ không làm mất thời gian của tất cả mọi người nữa, mình sẽ chia sẻ vào từng tuổi theo cái thuyết tử vi thì nó sẽ ra sao. Đầu tiên hết thì mình phải nói đến người Tân Sửu sinh năm 1961 với mệnh Bình Thường Thọ. Người Tân Sửu là mệnh thổ, gặp tháng hỏa, tháng Ất Hợi mà là hỏa, cho nên là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh. Khi bản mệnh được tương sinh, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng được hưởng lợi để có giúp cho đẩy lùi cái phá và bại tinh phần nào. Hy vọng với những cái sự gọi là mạnh mẽ của mình, phát huy tác dụng tốt nhất của mình nhờ cái bổn mạng được tương sinh thì phần nào khống chế bớt cái thiên can không được tốt. Vì sao? Vì chữ Tân là sẽ khắc chữ Ất, thiên can khắc thác, công việc khó, tránh những khó khăn rối rắm. Làm việc ở cơ quan nhà nước thì cẩn thận coi chừng kẻ xấu đâm sau lưng, dèm pha, rất là phiền hà. Địa chi thì như đã nói ở trên, Sửu Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên là gia đạo tình cảm sẽ bớt đi cái sự muộn phiền âu lo của cái tháng 9. Như vậy thì với tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi 2019, rõ ràng người tuổi Sửu bổn mạng thì không phải lo lắng, nhưng mà công việc thì có vẫn còn trục trặc. Tuy nhiên là cũng mừng một điều là nhờ cái tương sinh về bổn mạng thì nó cũng hy vọng nó sẽ phần nào đẩy lùi được cái sự khó khăn, hoặc là nếu có thì do là chữ Tân khắc chữ Ất cho nên là công việc có tạo ra khó khăn, có buồn phiền nhưng vẫn nằm trong tầm khống chế và mình có thể, các anh các chị có thể vận chuyển nó được. Rồi tiếp đến là người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Có thể nói người Quý Sửu năm nay là năm tuy chưa phải là năm tam tai năm nặng nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn do chữ Kỷ của năm nó khắc chữ Quý, phần lớn công việc nó không được suôn sẻ, không được hài hòa cho lắm, gặp trục trặc tùm lum. Thậm chí là dù là năm Mộc nhưng mà cũng có người bệnh hoạn thường xuyên. Nói chung là một cái năm đầu năm tới tháng 8 là đã không ok rồi, tới quốc tháng 9 nó còn tệ hại hơn nữa. Thôi hy vọng rằng qua tháng 10 này với không quá nhiều cái sự xung khắc thì sẽ giúp cho các anh các chị đỡ bệnh hơn. Người mà Quý Sửu thì là mệnh tang đố mộc, như vậy là xét về trụ mạng là mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất tháng, sức khỏe bổn mạng bị suy yếu, cẩn thận cái việc chạy xước hoặc là bệnh nhẹ. Thiên can Quý Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Quý thì nạp âm ngũ hành là thủy, Ất là mộc, cho nên có thể nói tiếp tục là một tháng bị nạp âm ngũ hành sinh xuất, cho nên tháng này cũng rất dễ hao tài nhưng không quá lớn, cũng giống như tháng 9 vậy đó. Xào xáo ở trong việc gia đạo, khó khăn trong công việc, các mối quan hệ gia đình,
Tuy nhiên đó là cái việc mà hao tốn tiền tài nó không quá lớn, thì tháng này cũng là một tháng kha khá giống vậy. Địa chi thì tốt đẹp hơn tháng 9 rất nhiều, với Sửu hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Hy vọng rằng là gia đạo tình cảm sẽ là cái chỗ dựa đỡ buồn phiền hơn ở trong cái tháng 9 của các anh các chị quý Sửu. Như vậy thì xét chung về tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng Ất Hợi, thì người quý Sửu nữ mạng sẽ phải cẩn thận hơn nam mạng về bổn mạng và sức khỏe. Còn lại thì công việc có chút hao tài thì không quá lớn ha. Gia đạo tình cảm thì vui vẻ. Hy vọng rằng đó là cái điều mà các anh các chị cảm thấy có động lực mà bắt đầu tiếp tục gắng sức và vượt qua những ba cái năm tàn tài đầy tài biến này. Người tuổi Sửu tiếp theo mình có ấy là người Ất Sửu, sinh năm 1985 với Hải Trung Kim. Người này thì vốn dĩ là những người Sửu thì đa phần cái tính mà gọi là sòng phẳng, tiết kiệm, không có lãng mạn là nằm trong mệnh rồi. Không có thể nào là cái thiên tính của họ như vậy. Người tuổi Sửu thì cứ lầm lầm lì lì, ít cái thể hiện cái sự gọi là tình cảm của mình ra ngoài, ít lãng mạn, không phải là người mồm mép đi bước nào chắc bước đó ha. Thường là người cực thân chỉ sau tuổi Dậu thôi. Thì nếu mà người Ất Sửu thì Hải Trung Kim xét về trụ mạng đối với cái tháng 10 âm lịch là tháng Ất Hợi hỏa sẽ khắc cái bản mệnh kim. Mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận, nhiều việc xấu, đề phòng những cái tai nạn phàm thân. Trong cái tháng 9 thì với cái dự chữ người cái chữ Ất của người Ất Sửu thì đã không có nhiều may mắn, hào sảng tùm lum hết, cả gia đạo lẫn công việc. Thì qua bên này thì chưa gì hết, thì cũng là tiếp tục một tháng hỏa, thì hỏa khắc kim, khi đó phúc tinh và tài tinh ở trong cái tử vi của mình nó bị yếu đi, đệ phá và bại tinh nó hoành hành, nó sẽ làm cho mình còn nhiều điều phải nhức đầu nữa, chứ chưa có suôn sẻ đâu. Địa chi thiên can thì cái chữ Ất của Ất Sửu đồng hành với Ất của Ất Hợi, cho nên là công việc không gặp khó khăn chống phá nữa, có thể là thuận lợi, không quá đau đầu ở trong công việc. Địa chi thì Sửu hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Gia đạo tình cảm sẽ bớt đi cái sự buồn phiền như là tháng 9. Như vậy đối với người Ất Sửu sinh năm 1985 với mệnh Hải Trung Kim thì rõ ràng tháng 10 là tháng phải đề phòng, tiếp tục là một tháng phải đề phòng cái bổn mạng và sức khỏe của mình một cách tối đa. Vì nên nhớ rằng Kim, Hải Trung Kim của mình đã khắc mộc của năm rồi, năm nay năm Bình Địa Mộc, đã khắc mộc của năm rồi, bây giờ lại vào tháng hỏa thứ hai. Tháng hỏa thứ nhất á, thì xấu cho người nữ nhiều hơn nam. Tháng hỏa thứ hai này thì nam xấu nhiều hơn nữ, nhưng nhớ cẩn thận. Nói thật sự với người tuổi nào thì còn tin về phong thủy tử vi tâm linh, riêng người tuổi Sửu, đặc biệt là Ất Sửu nam mạng, thường là không có tin ha. Bây giờ có té xuống đi nữa, có đau đi nữa thì cũng không có tin tưởng vào cái việc tử vi số tướng, mà tiếp tục đứng lên. Đó là trí lực, sinh lực rất là mạnh mẽ đối với cái người tuổi Sửu, nhất là các em Ất Sửu nam mạng. Mình chia sẻ vậy chứ nhiều khi nữ coi không hả, chứ nam không coi đâu, nếu Ất Sửu là đúng như vậy đó. Rồi người tuổi Sửu tiếp theo mà mình phải chia sẻ với mọi người đó là các em trai em gái tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, với mệnh giảng hạ thủy. Thì người giảng hạ thủy gặp tháng Ất Hợi là tháng hỏa, như vậy là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe cũng không được ok cho lắm, nhớ cẩn thận. Có thể là bệnh nhưng mà không có nguy nan bổn mạng giống như là hỏa khắc kim như người Ất Hợi, quên, người Ất Sửu. Thiên can thì đinh Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Đinh thì nạp âm ngũ hành là hỏa, Ất là mộc, cho nên nạp âm ngũ hành là tương sinh, mộc sinh hỏa, cho nên có thể nói là công việc không có nhiều cái sự chống phá, mà thậm chí là còn có tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi Sửu hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau.
gia đạo tình cảm chắc chắn là sẽ không có nhiều sự buồn phiền, đặc biệt với nữ mạng. Như vậy với tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, người Đinh Sửu sinh năm 1997 với mệnh dạng Hà Thủy này thì chỉ phần để ý nhẹ, cái phần bổn mạng chỉ bị suy hao nhẹ một tí xíu thôi, không có nguy nan gì, cho nên là đừng quá lo lắng. Thiên can, cái chủ xét về công việc tài lộc thì được nạp âm ngũ hành tương sinh, chắc chắn là sẽ ok về công việc và tiền tài. Người Đinh Sửu thì là còn nhỏ, đang ở trong cái giai đoạn gọi là xây dựng sự nghiệp, mà mới ra đi làm xây dựng sự nghiệp, cho nên là cũng không có quá gì là phải là người làm ăn lớn hay là như thế nào đó mà để có xấu đi. Tháng 10 là tháng có tài lộc nhưng không quá lớn nha. Rồi, tiếp theo đó là người Kỷ Sửu sinh 2009 và 1949. Một là những cái người này là còn quá nhỏ, hai là quá lớn để mà gọi là an phận hưởng tuổi già rồi, 49 rồi chắc nghĩ là không cần làm gì nhiều đâu, an hưởng tuổi già thôi ha. Thì xét nhiều về trụ mạng và cái phần gia đạo nhiều. Thì xét về mạng thì hỏa, tức lịch hỏa của người Kỷ Sửu sẽ đồng hàng với cái mệnh hỏa, cái tháng hỏa, tháng Ất Hợi, cho nên là bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, đừng quá lo lắng, nhất là các bác nữ ở trong cái sinh 1949 này. Qua rồi, qua cái tháng nguy hiểm rồi, qua cái tháng 9 đầy cái khó khăn nguy hiểm, nhưng mà tháng 9 cũng là tháng hỏa, cho nên mà nói có nguy hiểm thì cũng là buồn phiền chuyện gia đạo, không vui trong gia đình vậy thôi, chứ còn không có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Thiên can á thì chữ Ất của tháng nó khắc chữ Kỷ. Tháng khắc thiên can, công việc gặp nhiều điều không thuận lợi, dễ lâm bế tắc, cẩn trọng nhiều điều. Nhưng mà một điều là đã nói nè, một là nhỏ quá, hai lớn quá, cho nên là công việc không có cần phải xét tới. Ất khắc Kỷ kệ nó đi, giờ có làm gì đâu, đúng không? Các cháu nhỏ thì còn đang đi học, các bác lớn thì ảnh hưởng tuổi già, cho nên là không cần phải làm, phải quan tâm đến công việc. Thiên can thì Sửu Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tính khác nhau, cho nên gia đạo tình cảm của người Kỷ Sửu sẽ không có vấn đề gì quá lớn đem buồn phiền giống như là cái tháng chín đâu, cho nên là yên tâm mọi điều. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong với mọi người tuổi Sửu về cái vận hạn tử vi của tháng 10 năm 2009 âm lịch, tháng 10 âm lịch của năm 2009 2019 cũng là tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi, một tháng Hợi của năm Hợi. Hy vọng rằng là với nhiều điều tích cực ở trong cái tử vi của tháng sẽ đem đến cái sinh khí, hy vọng cho những người tuổi Sửu đang vào cái năm tam tai, tuy là không phải năm nặng nhưng cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là các anh chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Hy vọng với cái thông tin này mọi người sẽ biết và ứng dụng vào cuộc sống một cách hữu hiệu, mà có cái tháng 10 thành công tốt đẹp. Mọi người xem video có thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của người thân hoặc là chính bản thân mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.